Dạ vâng ạ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh. Đây. Nhà mới của em thế nào? Cũng ổn rồi. Gã kia định tiếp cận em đấy à? Lần trước anh nhớ em say, cậu ta đưa em về. Đấy là anh trai của San, chẳng có gì là tiếp cận cả. Là đàn ông anh biết, khi người ta muốn tiếp cận một người phụ nữ sẽ như thế nào. Anh đừng để ý, cũng đừng quan tâm đến chuyện của tôi nữa. Chúng ta độc lập rồi mà. Em nhìn xem, khi chúng ta ở bên nhau, các con vui vẻ đến thế nào. Khuê, anh sai, anh đã phải trả giá. Nhưng còn các con, các con có lỗi gì đâu. Thế sao cái ngày anh đi ngoại tình, anh đuổi tôi ra khỏi nhà, anh không nghĩ như thế? Em đừng buồn, anh đang bắt đầu lại từ đầu. Nếu có điều kiện, anh sẽ mở cho em một nhà hàng. Anh Thái, chúng ta đã ly hôn rồi. Lần sau, những sự kiện như thế này, anh không cần phải có mặt đâu. Và cũng không cần phải có trách nhiệm với cả tôi. Khuê, anh vừa trải qua một biến cố nghiêng trời lệch đất. Sau biến cố ấy, anh mới nhìn rõ mọi người hơn. Bây giờ anh mới biết được giá trị thật của em. Sai lầm lớn nhất của anh là đánh mất em. Hãy cho anh một cơ hội sửa sai. Vì mẹ, vì các con có được không? Anh Thái, anh hãy bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mà không phải với tôi. Tôi đã sống trong một cuộc hôn nhân 10 năm mà không có gì cả, kể cả lòng tự trọng. Vì nếu tôi có lòng tự trọng thì tôi đã không để anh coi thường tôi như vậy. Trước đây tôi sống phụ thuộc vào anh, còn bây giờ tôi trắng tay, không có gì hết. Nhưng tôi muốn được tự đứng trên đôi chân của mình, không phụ thuộc tầm người và ai hết. Kể cả tôi có thất bại thì tôi cũng chịu. Nên từ lần sau trở đi, anh đừng nhắc đến chuyện này nữa. Khuê, cho anh hỏi một câu nữa. Em nói như vậy có nghĩa là em không muốn hàn gắn với anh, hay là em đã có người khác? Vừa nãy anh thấy cậu ta cũng ở đây. Tôi đã nói với anh rồi, bây giờ tôi chỉ muốn kiếm tiền để lo cho bản thân và các con. Còn chuyện tình cảm, tôi không quan tâm đâu.